Xin chào mọi người đến với kênh Quy Katup. Hôm nay, nhà phát hành game Tencent và TiMi cùng kết hợp ra một tựa game MOBA mới có tên là Pokémon Elite. Đây là một tựa game MOBA cực kỳ hay và mới nhất hiện nay. Có thể mọi người đã chơi rất nhiều game MOBA rồi, nhưng đây là một tựa game MOBA hoàn toàn mới và lối chơi cũng khá là khác với những game MOBA mọi người trên thị trường. Đây là game MOBA không phải đi game phá trụ mọi người nhé, mà đi game MOBA chúng ta sẽ đi thu hoạch Pokemon, sau đó dùng Pokemon đấy đó để chúng ta trừ hết điểm của đối phương đi thì chúng ta sẽ thắng. Nếu chúng ta thu thập được nhiều hơn thì điểm chúng ta sẽ cao hơn. Khi phá được hết tất cả các trụ Pokemon của đối phương thì chúng ta sẽ thắng. Nếu mà chưa phá hết thì hết giờ sẽ tính điểm mọi người nhé. Một trận chỉ có 5 phút thôi, một trận chỉ có 5 phút. Mình mới vừa chơi sơ qua được hai trận, một trận gọi là trận vỡ lòng. Bây giờ mình bắt đầu tìm trận thứ hai, gọi là mình cũng chưa biết chơi đâu, mình gọi là vừa trải nghiệm qua một trận thôi, biết mang máng. Này đang mình phải chơi một thời gian dài thì mình sẽ biết được. Video này mình vừa cùng mọi người trải nghiệm game và cuối video mình sẽ hướng dẫn mọi người tải game. Bây giờ mình sẽ chọn con ốc sên này. Đây còn mình có con ốc sên vừa được tặng không? Mình vừa lên level 2 được game tặng nó luôn. Đây là chọn phép bổ trợ mọi người nhé. Chọn dụng cụ hỗ trợ. HP này, HP cộng 16 quả táo gặm dở này. Khi combat này được hồi 1% HP. Bên dưới là cái phần Metal Prep này. Metal Prep này. Đây, phần đây kỹ năng của nó nhé. Đây kỹ năng của con quen từ Water Gun. Con này tên gọi không phải Water Gun. Con này gọi Ocean. Kỹ năng của này phun nước. Nó sẽ có ba dạng tiến hóa mọi người ạ. Đây là dạng tiến hóa đầu tiên của nó ấy. Khi vào đầu 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 game ấy, đó là dạng tiến hóa đầu tiên. Còn khi đến tầm level mấy em không nhớ nhỉ, nhưng level 5 thôi, level 5 hay level đua level 5 thì sẽ tiến hóa thêm một bước nữa. Mà khi đến level 10, level cuối, mình chưa đánh lên level cuối luôn ấy. Nhưng đánh được lên level cuối thì sẽ tiến hóa đến mức cuối cùng, rất là khỏe, đánh cực kỳ trâu. Đây là game đánh đồng đội mọi người nhé. Chúng ta thu hoạch càng nhanh thì sẽ phá được trừ điểm của đối phương càng nhanh. Thu hoạch Pokemon đi tiêu diệt quái để thu hoạch Pokemon mọi người ạ. Đó. Mọi người chú ý ở cái quả trứng ở góc bên dưới màn hình. Quả trứng này là hiện số lượng Pokemon của mình ấy, 60 trên 30 kìa đó. Khi đến 30 là mắc mọi người nhé, đến 30 sẽ là mắc, mọi người không thể thu hoạch được thêm. Sau đó mọi người dùng Pokemon đó, mọi người chui vào cái vòng tròn tròn này, đấy màu cái vòng tròn tròn màu da cam này, mọi người nhìn chưa, màu cam mọi người nhìn đấy, mọi người phi vào đấy xong ấn cái giữ nguyên quả trứng nhé, giữ nguyên quả trứng. Khi nó chấp nhận ấy, thành công ấy, thì mọi người sẽ trừ được điểm của đối phương. Khi mà hết máu mọi người cứ về trong cái đây này, trong cái cực tím này của mình này, bên của phần sân nhà của mình ấy, thì mọi người hồi máu lại được và tăng giáp được nhé, bị đối phương tấn công sẽ được tăng tăng giáp. Nào đấy mọi người nhìn chưa, đó score là 8 điểm, được cộng 8 điểm, đó được cộng 8 điểm và trừ đối phương 8 điểm đấy, nó tính kiểu như thế. Trong cái vòng tròn tròn này có 80 nhé, 80 điểm, mọi người trừ hết điểm 80 đó là mình sẽ phá được cái đấy đi, sẽ phá được đấy. Khi phá hết thì chúng ta giành chiến thắng trong vòng 5 phút. Còn 5 phút đâu? À, không phải 5 phút đâu, hình như không phải 5 phút mà là 10 phút vậy. Đây là một tựa game rất hay, lối chơi mới mẻ và các nhân vật sống rất là dễ thương. Video này mình mới làm trải nghiệm về game mà mình còn nhiều thứ về game mình cũng chưa biết. Có gì mọi người hết sức thông cảm nhé. Mình sẽ trải nghiệm game này nhiều hơn để làm video cho mọi người cùng xem. Đây là video trải nghiệm của mình thôi. Ít còn nhiều cái mình chưa biết. Mình vừa kết thúc xong một đối thủ.
Đây đi tiêu diệt quái để thu nhập Pokemon này. Mình đang có 4 quả Pokemon rồi. Rồi bây giờ lên 9 quả Pokemon đó, 9 quả Pokemon rồi. Xong mình phiêu đây, phiêu vòng cam mọi người ấn ấn giữ nguyên nhá đó. Đấy, cộng 9 điểm mọi người chưa? Đấy, 9 quả tương đương với 9 điểm. Mọi người nhớ nhé. Mình đang lên level 5 đấy, cấp 2 đấy. Đấy, cấp 2 của mình ra skin mới của nó. Mình đang dơ thẳng lên level 6, dơ vào thẳng tiến tiến hóa thứ hai rồi. Tiến hóa thứ hai mình có thể phun được một tia nước như của tia laser ấy, trông rất đẹp. Game này kỹ năng đồ họa cũng khá đẹp phết. Chơi rất là mượt mà. Không bị hiện tượng lag mọi người ạ. Chơi rất phê. Nó được cộng 7 điểm. Đây chắc là mình trải nghiệm game vào lên level thứ hai vừa chơi vừa hướng dẫn rồi. Game vẫn đang hướng dẫn mình chơi. Nó solo solo một bàn solo ok chưa? Đấy nó chủ kia nó được hồi giáp với hồi máu rồi đấy, mình không đánh thắng được đâu. Mình phải chạy chỗ khác thôi. Chết. Hay đánh một con chuột cũng què, chạy ngay kịp. Ui rồi chạy thoát rồi, hoàng kia chạy thoát rồi. Đó nó trong vòng kia đánh, nó đánh mình không đánh nó đâu. Thôi xong quả mình chết rồi. Quả đáng nhớ mình thua ấy. Còn mày có đồng đội đến kịp. Wow. Đúng là đồng đội hết mình đây rồi. Chơi hết mình, sống nhiệt tình vì đồng đội. Nó vừa phá được trụ kia rồi, vừa phá được cái một trụ gọi là trụ cho giống game mobile này. Gọi là trụ nha mọi người nhá, cho giống game này, Liên Minh Túc Chiến với Liên Quân. Nhưng mà cái lối đánh mình thấy hay hơn, đánh cảm giác trông dễ chịu hơn. Không cảm giác không căng thẳng như cái kêu mấy game kia. Mà cảm giác trông đỡ ức chế hơn. Trông hình ảnh rất là dễ thương. Nên cảm giác khi mình chơi tâm hồn mình không phải là căng thẳng lắm. Đó cũng là thoải mái. À, bị con lửa lửa kia đuổi theo. Con đuôi lửa. Úi rồi, đấy con chết rồi. Có đấy mình hạ gục ấy. À, bị đồng đội mình hạ gục, mình không hạ gục được. Mình vẫn chưa được mở skin thứ ba. Kỹ năng thứ ba. Ui bắn tiệm đó, skin thứ hai của mình là khống chế. Skin đầu tiên là tấn công, thứ hai là khống chế vừa hồi máu cho mình luôn. Game khá hay, khả năng bây giờ mình sẽ làm tập trung làm cái game này. Bây giờ mới là video trải nghiệm đầu tiên của mình về game này thôi. Mọi người xem video đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn làm video về game này. Mọi người muốn mình làm video về game này, mọi người cứ bình luận bên dưới video nhé, để mình tiếp tục làm video về game này tiếp. Bước đầu ai cũng có chút bỡ ngỡ nên mọi người hết sức thông cảm cho mình. Đây là mình đấy, mình lên cấp 9 rồi. Mở được skin cuối rồi. Mở được kỹ năng cuối cùng rồi. Hình như con này của mình mắc luôn rồi phải. Không phải, chưa mắc được. Đang mình sẽ phải chơi thêm một trận thật lâu để mình ra video tiếp. Rồi. Video của mình kết thúc tại đây thôi. Mình sẽ bây giờ chuyển sang phần mình sẽ hướng dẫn mọi người tải game. Ok nhá. Trước hết mọi người tải cho mình ứng dụng Tap Tap nha. Ứng dụng Tap Tap mọi người có thể vào trong web, mọi người tìm kiếm phần mềm Tap Tap. Sau đó mọi người tải về máy của mình. Sau khi tải về máy của mình xong, mọi người mở Tap Tap lên. Rồi tìm kiếm tên game Pokemon Iris. Khi tìm kiếm xong, hôm nay tìm kiếm game này là được cụm từ tìm kiếm số 1 đấy. Khá là game rất hot. Sau khi tìm kiếm xong, mọi người ấn vào game rồi tải về thôi. Mình tải về rồi đấy, nó hiện chữ play, còn ai chưa tải về nó sẽ hiện chữ cài đặt hoặc là chữ install install vậy, đúng rồi. Rồi gặp video kết thúc đây nhá, chúc mọi người chơi game vui vẻ, đừng quên like và đăng kênh ủng hộ mình nhá, bye bye mọi người.